Thế Xe Máy xin chào bà con. Ngày hôm nay Đình Văn Sẻ giới thiệu tới bà con chiếc máy băm cần cây Takio TK65 với công suất 7,5 HP. Và bây giờ mời bà con cùng Đình Văn chúng ta cùng test máy để kiểm tra công suất thực tế của máy bà con nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nổ máy để test chiếc máy băm cành cây Takio TK65. Mời bà con cùng xem. Trước đầu tiên mình sẽ bật công tắc lên nút on, sau đấy giật nổ. Ok, nó chỉnh ga lên một chút nhé bà con. Rồi mình đã test ra chiếc máy băm cần cây TK65 vừa xong. Và đây là sản phẩm mà mình vừa mới băm ra bà con. Rất là nhỏ. Bà con có thể sử dụng để ủ phân hữu cơ hoặc là rải trong trang trại, trong chuồng trại cho bà con chăn nuôi rất là ok. Dọn sạch khu vườn nhà bà con. Bà con có thiện chí để sử dụng một chiếc máy để phục vụ cho gia đình, hãy liên hệ đến cửa hàng chúng tôi qua số điện thoại ở dưới góc của video. Và bà con đừng quên đăng ký kênh và ấn nút like để theo dõi những video tiếp theo. Mình sẽ giới thiệu đến bà con rất nhiều sản phẩm tại cửa hàng của chúng tôi, rất hữu ích tới bà con. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại bà con.